hãy để ý. Quý vị biết, mình nói đi cũng phải nói lại, bây giờ cứ đặt mình trở lại cái thời thanh xuân của mình, có xuất gia không? Mình dám xuất gia mình tu tập không? Có một lần thầy hỏi cái anh đó, quý vị biết ảnh nói sao? Anh nói không, con không xuất gia, nhưng mà con muốn mấy thầy xuất gia phải đúng nghĩa xuất gia. Ảnh nói kỹ như vậy, ảnh nói mạnh như vậy đó. Ảnh nói thà là không xuất gia như tụi con ở ngoài đời, làm cái gì cũng được hết, nhưng mà vô chùa đó, xuất gia rồi là phải sống trọn vẹn với người xuất gia, tại vì tụi con chắp tay lại kêu mấy thầy bằng thầy. Mấy thầy nhỏ hơn tụi con vẫn kêu thầy xưng con, thì mấy thầy phải làm sao cho xứng đáng với cái tiếng thầy của tụi con kêu, và phải xứng đáng với cái chắp tay mà tụi con cúi đầu xưng con với các thầy. Cho nó tu là tu, còn không tu cứ về nhà, không ai ép tu. Nói làm thầy nghe, hết mở miệng được luôn. Anh mới nói á, thưa thầy, thực ra con rất là quý các thầy, nhưng con không bao giờ đồng ý với lại các thầy mà tu không tinh tấn. Mấy thầy tu tinh tấn, cho dù một chú tiểu nhỏ con cũng chắp tay, con kêu chú, con xưng con nữa. Nhưng mà có là ông hòa thượng đó mà kẹp đứa thuốc trước mặt con, xin lỗi với con không chào. Anh nói thẳng vậy, nó con không chào. Thầy hỏi tại sao? Dầu gì chăng nữa ông hòa thượng đó bây giờ ông cũng đáng tuổi cha chú của mình, thì tiếng chào cao hơn mâm cỗ, kính thọ, kính lão đắc thọ, phải không? Thì anh chào cái có chết rồi, nó không. Thà là một ông già ở ngoài đời đi đi xin đi, con cũng chào, con cũng dẫn qua. Một ông hòa thượng mà kẹp cái thuốc, tự nhiên con thấy nó làm sao, nó trần tục quá. Anh nói cũng có lý quý vị biết không? Cũng có lý. Nhưng mà vô tình ảnh bị mất đi cái nhân duyên với lại Phật Pháp. Anh ghét ông thầy đó, anh không có thiện cảm, thì làm sao ảnh có thể được an lạc khi tiếp xúc với các vị đó? Đây chính là cái kẽ hở lớn để cho sự an lạc nó bị gián đoạn. Mà người tu tập mà để gián đoạn sự an lạc, thì khi trống an lạc nó trống đi, thì nó lấp vô bằng cái gì? Bằng phiền não, bằng khổ đau. Tại vì ảnh chưa đạt tới trình độ là nhìn thấy những chuyện đó không quan trọng. Không phải là bắt than, không phải là dung túng, nhưng mà chúng ta bước đầu khó chịu. Một thời gian tu tập, chúng ta nghĩ một điều: ông đó tu không tinh tấn, cô đó tu không tinh tấn, thì tự nhiên sẽ gánh lấy hậu quả. Một hạt cơm của Đàn Na Thí Chủ nặng bằng núi Tu Di. Nặng lắm. Nhận một hộp cơm đó mà tu không đàng hoàng, sau này làm trâu làm ngựa để đền trả nợ trước. Ở trong luật Đức Phật đã dạy rất là rõ. Thầy mới nói bây giờ anh suy nghĩ lại đi, chính anh cũng không làm được. Khi anh khép mình vào trong chùa chiền, thì anh phải biết được sự hy sinh của các thầy các cô. Người ta cũng có tuổi thanh xuân, người ta cũng trẻ, thế mà người ta gạt ra bên ngoài hết. Theo lẽ anh đi cine coi cine đó, người ta ở chùa người ta tụng kinh. Anh đi hát karaoke, người ta ở chùa người ta ngồi thiền, thấy không? Anh ngủ thẳng cẳng tới sáng, người ta 3 giờ rưỡi người ta thức dậy rồi đó. Anh thì ăn đủ thứ món ngon, còn người ta ăn gì? Toàn là rau với đậu hũ không. Anh gặp chuyện vui anh cười hả hả, còn mấy thầy gặp chuyện vui dám cười không? Đâu có dám. Mắc cười lắm mà đâu có dám cười, quý vị biết không? Cười cái người ta nói không có quay nghi, không có tư cách của ông thầy tu. Mấy cô mà gặp chuyện gấp đó, đâu có dám chạy nhanh, thấy không? Mấy cô bên ngoài đời đó, người ta gặp chuyện gấp người ta chạy được, phải không? Còn mấy cô cháy nhà cũng phải từ từ. Vì sao? Nico đâu có được chạy nhanh. Mấy thầy cũng vậy. Vui cũng không được cười, buồn cũng không được khóc. Tất cả những nhu cầu của cuộc sống bình thường cho một đời con người ở cái tuổi đôi mươi hay tuổi thanh xuân đều xếp lại hết. Trước mắt chỉ còn lại kinh luật luận và tiếng A-di-đà Phật. Quý vị giận nha, quý vị có thể liếc mắt được phải không? Có thể săn tà áo, có thể trợn mắt, có thể dậm dọ trong chùa, dám không? Người tu hành chân chánh không ai dám, nhưng mà lâu lâu cũng xé rào. Không biết ở đây Mexico có không? Xin lỗi nha, cái này nói chung chung thôi. Chúng ai thì nấy né. Mình phải nghĩ tới cái chuyện đó. Quý vị biết hồi xưa đó, hồi lúc mà thầy mới ra Đại Tùng Lâm học, mấy năm mà 80 mấy, khổ lắm.
một trăm mấy chục thầy thanh niên không, lớn nhất chỉ có 27-28 tuổi thôi, trẻ nhất là 18 tuổi. Mà con nhà giàu nhiều lắm quý vị biết không, ở mà ngủ nằm cái giường có 8 tấc thôi. Cái giường nó dài gấp đôi cái bàn này nè, dài gấp đôi thôi, dài 2 thước bề ngang 8 tấc. Mới vô xuất gia nằm ở té giường hoài, lăn rớt xuống. Hãy ngủ ở trên cái giường đó là phải nằm im, không được lăn, lăn là té. Quý vị thấy người tu là như vậy, phải tập. Mấy thầy đó là nằm cái giường 8 tấc, còn mấy cô là nằm cái giường có 7 tấc thôi. Tại sao? Tại vì mấy cô tu dở hơn, cho nên phải ép mình hơn một chút xíu để bớt lăn. Lăn lộn nhiều là biểu trưng cho cái gì? Ham muốn nhiều. Cho nên nằm đâu là phải nằm im đó, và phải nằm nghiêng một bên thôi, chứ không được nằm ở một tư thế nào khác hết. Quý vị biết khi mà vô xuất gia đó, tự nhiên thầy thấy cái giường, thầy không biết sao nằm ngủ, thầy xuống đất thầy nằm không à. Thầy sợ té, sợ té lắm. Mà thiệt, lên giường nằm té thiệt. Rồi mới cạo đầu xong á, cái tóc nó ra phúng phúng á, cái mình dở một mình chung vô cho lẹ đó, phải không? Mình vũ cái mình lũi vô, trời ơi tóc này nó dướng lại, nó giật ra muốn gãy cổ cúc vậy. Nó cứng lắm, cái đầu mình nó bị dướng cái mùng á. Lúc mới cạo nó là như vậy, chứ còn cạo ra vài ngày thì tóc nó bắt đầu nó mềm rồi. Rồi xuất gia xong á, phải học kinh, học giáo lý ở trên sư phụ dạy, rồi mấy huynh đệ phải dè dặt từ chút, từ ở trong chùa phải dè dặt, phải lập hạnh. Bên cạnh đó còn phải để ý nữa. Để ý với ai? Hả? Với Phật tử, với mấy bà má chồng. Phật tử là y như má chồng vô chùa mà nhìn con dâu vậy. Phải không mấy cô? Ông thầy cũng tụng kinh không để ý, mà ông thầy ông không chà đôi dép cái ngó thấy liền. Thầy ở giờ ông thầy ông ngồi thiền sáng đêm thì không hay không biết. Nó mà ông thầy ông mệt quá, ông ngủ quên chút xíu cái nói tu hành vì nghiệp chướng nặng nề. Quý vị biết hồi đó thầy mới vô chùa tu có một cái ai, cái chú tiểu đó, không biết mắc cái nghiệp gì, nó lên nó cầm cái dùi chuông thỉnh chuông cái là nó ngủ gục. Mà ở dưới thì nó không ngủ, mà lên nó cầm cái dùi chuông hồng chung sơ khấu, hồng trung nhị khấu, hồng trung tam khấu là nó du lịch Singapore. Nó ngủ nhanh lắm, nó thỉnh chuông mà vài tiếng là nó ngủ, mà xuống dưới nó không có chịu ngủ. Giấc trưa vậy đó, nó đi tới đi lui làm rùm rùm, không ai ngủ được hết. Mà tối lên thỉnh chuông là ngủ, cũng là cái nghiệp nặng đó. Vậy đó, mà kỳ đó có cái bác đó, bác nói, bác đang tụng kinh đó, mà bác tới bác khiều chú đó. Cái ông giật mình, cái ông lấy cái ruộng đánh vô cái chuông một cái bùm vậy đó. Tức là đánh nó mạnh quá bất thường á. Cái nó nghe lớn, cái ai cũng nhìn về chú hết. Xong cái bà nói, lần này là lần thứ hai rồi đó nha, tu không được thì về nhà, chứ vô chùa ngủ không vậy. Đức Phật quở ngày A Na Luật đó, giữa pháp hội mà ngủ thì thành con hến con sò, một ngàn năm không thấy ánh sáng mặt trời đó. Chú ngủ đi, rồi u mê ám chướng. Trời ơi, thầy nghe bà nói một hơi. Cái bà quay qua, cái bà gặp thầy. Thầy nói bây giờ đó, bác suy nghĩ lại tất cả hành động của bác đi. Một chú tiểu 13 tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. Tuổi này là tuổi ăn, tuổi ngủ. Mà bác có biết là 3 giờ rưỡi chú tiểu này cũng thức dậy bằng với các thầy không? Bây giờ là cháu nội của bác thằng Tuấn đó, bác cho vô chùa đi. Bác cho vô chùa một tuần đi, rồi bác tới bác thăm nó, rồi bác mới được sỉ vả các chú tiểu. Còn không thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho có phước. Thầy cũng đanh đá lắm cái bộ. Quý vị biết không? Thực ra đó, cái bác đó thư rất là thương các thầy các chú, nhưng mà không hiểu làm sao bà để ý từ chút một, bà vô bà nạt hết từ trên tới dưới trừ hòa thượng ra. Còn thầy là tại vì sao? Là tại vì thầy không có tiếp xúc với bà. Thầy không có tiếp xúc với Phật tử lúc mới vô chùa, tu không có tiếp xúc. Thầy không có cười, không có nói luôn. Tụng kinh ra gặp mặt chào A Di Đà Phật hết. Nhưng mà thầy thấy cái bác đó đó, bác ăn hiếp mấy thầy mấy chú dữ lắm. Ai cũng bị bà